Google Pay đã chính thức hỗ trợ Việt Nam, mình đã add luôn cả thẻ mình vào đây rồi, và từ những trải nghiệm của mình ấy thì mình nghĩ đây sẽ lại tiếp tục là một phương thức thanh toán thất bại ở Việt Nam thôi. Nhưng mà trước tiên thì vẫn cứ phải trải nghiệm thực tế xem nó như thế nào cái đã. Đây là Xiaomi 12T Pro chính hãng Việt Nam, mình đã có tải Google Pay và add luôn một cái thẻ Visa của mình vào đây rồi. Ra sau cổng cây thử cái đã nhá. Được luôn này. Rõ ràng là trải nghiệm sử dụng Google Pay tại Việt Nam mình đã có trải nghiệm rồi, rất là thoải mái và tuyệt vời, ít nhất là trong trường hợp của mình ngay tại Hà Nội đây. Nhưng có những cái lý do mà mình sẽ chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Hãy nghe mình thật kỹ trong cả video này nha, chứ không lại có ông cáp màn cái đoạn tôi bảo là Google Pay thất bại, xong rồi mấy năm nữa lỡ nó thành công gì đấy, xong rồi các ông lại bảo chửi tôi. Đấy, nhưng mà cái gì thì cũng có những cái lý do của nó cả thôi. Đây nhá. Ok, ngay sáng hôm nay thì mình đã có thấy một số thông tin về việc là Google Pay, chính xác là Google Wallet, cái ứng dụng ví của Google ấy, đã có hỗ trợ tại vùng Việt Nam rồi. Các bạn ngay bây giờ dùng những chiếc điện thoại Android như thế này, có thể lên App Store, tìm cái chữ ví hoặc là Google Pay hoặc là Google Wallet cũng được và tải ứng dụng này về. Sau đó thì các bạn sẽ có thể add những cái thẻ ngân hàng của các bạn vào đây. Có hỗ trợ 6 ngân hàng, trong đó thì mình nhớ là có Techcombank thì chỉ add được thẻ tín dụng thôi. Còn với những cái ngân hàng khác như là ACB hay là TP Bank, Tiên Phong Bank mình đang có dùng ở đây ấy, thì các bạn có thể thêm những cái thẻ đó vào trong cái chiếc điện thoại này. Và bây giờ đi ra đường các bạn có thể sử dụng điện thoại này thay thế cho thẻ mà không cần phải mang thẻ theo. Thì đấy là cái cách hoạt động của Google Pay hay là của Apple Pay mà trước đây mình đã có review cho các bạn ở trên cái chiếc điện thoại của mình. Nhưng mà Apple Pay thì chưa hỗ trợ Việt Nam, các bạn sẽ phải dùng những cái phương thức khác. Còn đây là một cái phương thức đã hỗ trợ Việt Nam rồi, và trải nghiệm của mình ngay từ ban đầu video mình đã cho các bạn xem, đấy là rất tuyệt vời. Ví dụ như là chiếc Xiaomi 12T Pro mình đang dùng để trải nghiệm ở đây thì các bạn có thể tham khảo ngay link ở dưới phần mô tả video. Mình thấy có chương trình lên đời tại Cellphone S, mức giá chỉ còn là dưới 14 triệu đồng thôi. Và đợt Black Friday sắp tới thì mình thấy Cellphone S cũng chuẩn bị có trở lại với hàng loạt những cái deal Xiaomi cực kỳ hot. Thì anh em quan tâm mình sẽ để link ở dưới để các bạn click vào nhận thêm thông tin hay là đón chờ những đợt sale không bị bỏ lỡ nha. Thế thì trước khi đi vào những cái phần gọi là phân tích và chia sẻ đánh giá của mình sau một thời gian sử dụng ấy, thì đây là cái phần hướng dẫn để cho các bạn có thể dùng Google Pay. Sau khi các bạn tải cái ứng dụng này về thì các bạn vào bên trong nó, và nó có hỗ trợ Việt Nam rồi, nó có tiếng Việt, nó yêu cầu cái gì thì các bạn cứ làm như thế. Các bạn cứ nhập cái thông tin thẻ các bạn vào đây. Xong rồi ví dụ như là mình dùng thẻ Visa thì mình sẽ phải yêu cầu nhập thêm cái mã CVV ở đằng sau. Sau đó thì các bạn sẽ được lựa chọn một trong hai phương thức xác thực. Một là gọi điện đến cái số tổng đài của ngân hàng, hoặc là hai là chọn là gửi cái mã OTP và số điện thoại các bạn đang đăng ký thôi. Thì mình đã chọn cái cách đó. Sau khi mình nhập cái mã OTP xong thì coi như là đăng. Chính thức bây giờ là trong cái điện thoại này có cái thẻ của mình. Và các bạn có thể dùng cái thẻ này để chạm, để thanh toán, để chuyển tiền hay là để làm bất kỳ một cái gì mà các bạn vẫn sẽ làm với một cái thẻ ngân hàng. Bởi vì đấy, lại một lần nữa, đây là ví, nhưng nó không phải là cái ví vật lý để các bạn đựng cái thẻ, mà nó là ví điện tử để các bạn lưu thông tin của cái thẻ. Cho nên nó cũng sẽ có những cái lợi ích và bất cập hơi tương đồng, khá là giống, nhưng mà cũng có những cái lợi thế so với cả thẻ vật lý. Là đâu ạ? Đầu tiên hãy nói về những cái lợi ích của nó đi. Bởi vì các bạn đang dùng thẻ nhưng mà các bạn không phải mang thẻ vật lý theo người, các bạn có thẻ điện tử ngay ở đây, thì các bạn sẽ có cái gì? Tiện lợi hơn. Cái thứ hai là khi mà thẻ được lưu trữ ở trên này thì nó sẽ được tăng cái tính bảo mật hơn. Cầm thẻ theo người các bạn có thể làm rơi, nhất là với thẻ Visa, ông nào mà nhặt được cái thẻ đấy là đi quẹt thoải mái. Nếu mà có mất điện thoại ấy, thì các bạn cũng có thể tin tưởng hơn, đấy là điện thoại chúng ta sẽ có những cái phương thức bảo mật. Các bạn thậm chí là có thể khóa điện thoại từ xa, nhanh hơn cả việc là gọi lên tổng đài để khóa hộ em cái thẻ. Thì đó là hai cái lợi ích của việc là dùng thẻ điện tử ạt ở trên ví điện tử thay vì là thẻ vật lý. Thế còn bất cập của nó là gì? Thì nó cũng giống như bao những chiếc thẻ khác, đấy là ứng dụng này hoàn toàn miễn phí, đã hỗ trợ Việt Nam, các bạn dùng mình đăng ký không mất tí tiền nào cả. Nhưng vì mình ạt ở đây là ạt thẻ Visa, cho nên tương lai nếu mà mình quẹt nó ở nước ngoài chẳng hạn, hay là khi mà ngân hàng hoặc là các cái bên cung cấp dịch vụ cho mình mà tính phí thì mình có thể là sẽ mất phí so với việc là chuyển khoản bây giờ đang hoàn toàn free, hay là những cái ví điện tử kiểu Momo, ZaloPay hoàn toàn free. Thì đây là một cái mình thấy cũng hơi bất cập một chút. Ok, thì đó là lợi ích, là bất cập cũng như là những cái thứ hay ho mà mình có trải nghiệm được về cái ứng dụng Apple xin lỗi Google Wallet ví đã có hỗ trợ chính thức ở Việt Nam. Thật ra là nó hỗ trợ rất nhiều tính năng khác như là thêm vé đi phương tiện công cộng này, nhưng mà mình thấy cái này chưa hợp lý lắm với trường hợp là vé xe buýt, hay là thêm thẻ khách hàng thân thiết, là các bạn thêm những cái thẻ như kiểu là WinMart ấy, thì nó cũng không có gì đâu, nó đơn giản chỉ là nó lưu thông tin lại, xong rồi khi nào các bạn cần thì các bạn ấn vào, nó show cái barcode ra và thu ngân quét của các bạn, thay vì các bạn phải chụp ảnh xong rồi lại show ra, thì nó lưu ở một chỗ nó tiện hơn, nó bảo mật hơn, và nó có kết nối NFC nữa để nó lưu được những cái thẻ mà cần
thanh toán hay là xác thực. Thì ok, hay là như vậy. Nhưng mà mình nghĩ là cái Google Wallet này, hay chính thức là những cái gì nó đang hỗ trợ Việt Nam này, rồi nó sẽ lại thất bại thôi các bạn ạ. Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, hiện có khoảng 73,5% người Việt Nam có sở hữu smartphone. Theo Ngân hàng Nhà nước thì cũng đã có khoảng 68% người Việt Nam là có sở hữu ít nhất một tài khoản ngân hàng. Ngoài ra các bạn thấy cái độ phủ của những cái máy POS, cái máy nhận là thanh toán thẻ contactless, không chạm, không tiếp xúc ấy, chắc chắn là sẽ ít hơn độ phủ của 4G, 3G, 5G hay là Wi-Fi miễn phí đang có ở đầy các hàng trà đá, các tiệm tạp hóa, các tiệm bán lẻ, bán hàng nhanh tại Việt Nam. Và trong những cái phương thức thanh toán này thì có vẻ như là cái việc thanh toán bằng thẻ nó đang là một cái điểm nghẽn và là một cái phương thức mà không được ưu ái lắm so với cả các phương thức thanh toán khác ở Việt Nam. Ví dụ như là thanh toán qua các ví điện tử Momo, ZaloPay, Viettel Money, ví dụ như là chuyển khoản ngân hàng, Google Wallet hay là thanh toán không chạm trên điện thoại bằng cách là tích hợp cái thẻ vào đây ấy. Nó là một phương thức rất là hợp lý với các thị trường mà ở đó những cái phương thức thanh toán bằng thẻ của này đang còn phổ biến, và họ có một cái hệ thống, những cửa hàng bán lẻ nó cũng phải phổ biến một chút để có thể phổ cập những cái máy POS nhận thẻ, ví dụ như là ở Mỹ, ví dụ như là ở châu Âu. Còn hiện tại chúng ta Việt Nam mình thấy cũng khá là giống Trung Quốc, chúng ta đã có những cái thanh toán QR code nó rất là tiện lợi. Đấy là lợi thế của một đất nước đi sau như Việt Nam, đấy là chúng ta được tận hưởng những cái công nghệ rất là mới mà không bị quá là gắn vào những cái hệ thống cũ. Nhưng không có nghĩa là cái ứng dụng này, cái tính năng này nó không có tác dụng nha. Tầm năm ngoái thì mình nhớ Google Wallet, hồi đó còn gọi tên là Google Pay ấy, thì bên Google đã có kết hợp với cả những cái hệ thống như là Western Union hay là Wise để có thể là giúp người dùng sử dụng cái tính năng P2P, là chuyển tiền của những người dùng Google Pay với nhau trên toàn cầu. À, thế thì đấy là sức mạnh của một tập đoàn tầm cỡ quốc tế kết hợp với cả những cái thể chế tài chính phủ sóng toàn cầu. Đây là các bạn có thể chuyển tiền khắp mọi nơi trên thế giới, nghe nó cỡ cỡ như kiểu là blockchain vậy. Thì công nhận cái hồi mình đi Singapore hay mình đi Thái Lan ấy, mình đâu thể chuyển khoản TP Bank được bởi vì TP Bank đâu có hỗ trợ các quốc gia đó. Mình đâu thể quét Momo hay ZaloPay được bởi vì bên đó họ đâu có biết Momo hay ZaloPay là gì. Nhưng mà cái thẻ TP Bank của mình ấy, nó là thẻ Visa, và Visa là một cái hệ thống được hỗ trợ trên toàn cầu. Mình có thể đến những cái cửa hàng tiện lợi, mình chạm cái thẻ Visa đấy vào, thì ở trong trường hợp tương lai này nhá, các bạn có thể dễ dàng mang cái điện thoại này đi ra toàn thế giới, các bạn chạm vào là nó sẽ nhận cái thẻ Visa. Hoặc là các bạn có thể add cái thẻ đó vào những thiết bị khác như là đồng hồ các bạn. Các bạn ra đường không cần mang điện thoại theo, chỉ cần chạm cái đồng hồ vào là thanh toán. Thì đó cũng là những cái lợi ích, nhưng mà nó ở tầm cỡ hơi vĩ mô. Chứ còn đấy, lại phải nói một lần nữa, ở thị trường Việt Nam trong thời gian ngắn thì mình vẫn nghĩ rằng Google Pay hay là Google Wallet nó sẽ không có cửa so với cả những gì chúng ta đang có quá là tuyệt vời ở Việt Nam hiện tại. Còn các bạn nghĩ sao? Đừng quên để lại comment ở bên dưới nha. Xin chào, hẹn gặp lại.